Lưới vây của Bình Định các bạn. Thời tiết hôm nay rất là gió luôn, nên rất là nhiều ghi lưới vào đảo để cứu bão các bạn. Đậu rất là chặt chít luôn này. Chiếc ghi lưới này cũng đang ra khơi nè các bạn. Đây là ghe của Bình Định các bạn. Đây chiếc ghe đã quay đầu rồi này. Thank you.
này đến đảo Phú Quý có rất là nhiều cảng bò nổi về nên rất là nhiều ghe lưới bay đến đánh bắt tại đảo Phú Quý các bạn. Khơi. Hiện nay thì đi khoảng hơn 10 lao động các bạn. Chạy với một tốc độ khá là nhanh luôn.